Quang Vũ xin kính chào các anh chị và các bạn. Hiện tại trước các chị, anh chị và các bạn là cái phà cột đèn đỏ. Đây là cái phà chuẩn bị đi qua sông. Sông này mới xong về luôn, mới xong đèn đỏ cũng chạy ra chỗ này. Ở đây đó là cái cột đèn đỏ đó, giống như cột cái hải đăng, cái tàu nó biết hướng cho qua lại, kêu cột đèn đỏ chớp giống như cái mới ở ngoài xã cái bến đò thằng Mỹ Đông, nó nãy mình mới vừa đi vào, bây giờ phòng Mỹ Đông rồi đi qua vào trong, thì có một cái quán vừa mát mẻ, hãy nằm ngủ nói chuyện, quán này, quán anh mình ngủ đò nó qua lại mấy chuyến luôn. Đó. Quán cái điểm này, quán này ngồi nhậu mát. Đó, là xong. Hỏi chú thì thôi chuyện gì. Xin các bạn xe máy của mình. Chú. Dạ con quay cho bạn bè coi xong. Xong này xong gì chú? Ngã ba, cái hướng trong trong đó ra là dịch lá. Dạ dịch lá. Dịch lá. Dạ, thì nãy thấy hải sản nhiều. Dạ dạ dạ. Đây có ngon có một mình rồi, con chưa con không có đói. Bên đây là nhắm dòng tiền, còn bên đây là trong dòng cỏ ra đúng không? Cái này nó chảy là ra biển luôn, nó đâu có ra sông Sò Rạp vậy. Để xong nó rộng mênh mông luôn. Cái hướng này là cho Mỹ Tho đi xuống à. Đó. Đó. Xong tiền. Đấy, nhìn ra tới đây rồi nó mênh mông luôn. Long An. Đây. Xong rồi.
khỏi ngân hàng. Sướng và đây đang đi trước. À, xe kia xuống à, anh xuống à, trễ à. Không bao giờ cát nó bơm cát rồi à, bơm cát nó xong rồi xong cho bơm cát rồi, cho bơm cát rồi. Bơm cát nó xong rồi. Đi luôn hả? Có đi không? Đi. quay luôn. Rồi nước nó chảy xiết quá hả? Yeah, 1, 3, 5, 3 đăng.
đó. Đứng vô đi. Trời ơi, gió quá trời. Video tới đây xin kết thúc. Quan Vũ xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc anh chị và các bạn được sức khỏe. Xin hẹn gặp lại những video tiếp theo. Thôi chào tạm biệt. Rồi tới. Rồi xuống lên đò thôi.